Chào mừng cả nhà đến với kênh tin tức nóng chọn lọc của mình ngày hôm nay nhé. Và lại là mình đây thì mình sẽ mang đến cho cả nhà những phần tin thú vị, hấp dẫn và hay nhất ở trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ không làm mất thời giờ của cả nhà nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu đến với bản tin đầu tiên trong ngày hôm nay luôn nha. Trinh sát cơ Mỹ bay qua eo biển Đài Loan. Trinh sát cơ B-8A Mỹ bay qua eo biển Đài Loan một ngày sau khi Trung Quốc diễn tập hiệp đồng không quân và hải quân trong khu vực. Trinh sát cơ B-8A di chuyển qua không phận quốc tế trên eo biển Đài Loan hôm 13 tháng 7. Hoạt động này tuân thủ luật pháp quốc tế nhằm duy trì quyền đi lại và tự do của mọi quốc gia. Hải quân Mỹ ra thông cáo cho biết hôm nay. Hải quân Mỹ khẳng định hoạt động thể hiện cam kết của Washington với khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Quân đội Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở mọi khu vực được luật pháp quốc tế cho phép, thông cáo có đoạn. Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Đông quân đội Trung Quốc thông báo đã bám sát và theo dõi chặt chẽ hoạt động của máy bay Mỹ, thêm rằng các lực lượng đang trong trạng thái báo động cao và sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia. Giới chức đảo Đài Loan chưa bình luận về thông tin. Chuyến bay diễn ra một ngày sau khi cơ quan phòng vệ Đài Loan thông báo không quân, hải quân Trung Quốc đang diễn tập quy mô lớn ở khu vực Nam và Đông Nam hòn đảo. Nhiều máy bay Trung Quốc đã tiến vào vùng nhận dạng phòng không quanh đảo Đài Loan, cũng như vượt qua đường trung tuyến chia đôi eo biển cùng tên. Trung Quốc tuyên bố Đài Loan là một tỉnh chờ thống nhất và không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để thu hồi. Trong khi đó, Đài Loan khẳng định chỉ người dân của họ mới có thể quyết định tương lai của hòn đảo. Bắc Kinh từ lâu tuyên bố eo biển Đài Loan không phải vùng biển quốc tế mà là một phần đặc quyền kinh tế của họ, cho rằng các phương tiện quân sự nước ngoài bị hạn chế hoạt động ở khu vực. Trung Quốc nhiều lần phản đối Mỹ và đồng minh điều tàu chiến, máy bay đi qua eo biển, nhưng thường không tiến hành các biện pháp ngăn cản trên thực địa. Bản tin tiếp theo, Triều Tiên tuyên bố phóng ICBM mới để cảnh báo Mỹ. Triều Tiên thông báo thử tên lửa xuyên lục địa thế hệ mới Hwasong-18, coi đây là biện pháp răn đe mạnh mẽ với các đối thủ. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA hôm nay cho biết lãnh đạo Kim Jong-un đã trực tiếp thị sát cuộc phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM Hwasong-18 diễn ra hôm 12 tháng 7. Ông Kim Jong-un tuyên bố Triều Tiên sẽ áp dụng những biện pháp ngày càng cứng rắn để tự bảo vệ cho đến khi Mỹ và đồng minh từ bỏ những chính sách thù địch. Đợt phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM Hwasong-18 là quá trình thiết yếu nhằm đẩy mạnh phát triển lực lượng hạt nhân chiến lược của quốc gia. Cũng là biện pháp cảnh cáo thiết thực và mạnh mẽ nhằm vào các đối thủ, KCNA cho hay. Truyền thông Triều Tiên thông báo quả đạn bay xa 1.001 km, đạt độ cao tối đa 6.648 km và rơi xuống biển sau 74 phút, đánh dấu thời gian bay dài nhất trong một cuộc thử nghiệm tên lửa của Triều Tiên. Tầng 2 và tầng 3 của tên lửa được phóng với góc cao để đảm bảo an toàn. Đợt thử nghiệm không gây tác động tiêu cực đến an ninh của những quốc gia láng giềng, bản tin của KCNA có đoạn. Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản hôm 12 tháng 7 lên án vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên. Sự kiện diễn ra cùng ngày với cuộc họp hiếm giữa các tướng hàng đầu quân đội ba nước. Đây là lần thứ hai Triều Tiên thử thành công tên lửa Hwasong-18 sử dụng nhiên liệu rắn sau lần thử thành công đầu tiên hồi tháng 4. Bình Nhưỡng mô tả đây là dòng ICBM mang động cơ nhiên liệu rắn đa tầng hiệu suất cao, trang bị công nghệ tách tầng và hệ thống điều khiển có độ tin cậy cao. Các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa trước đây của Triều Tiên đều sử dụng nhiên liệu lỏng, vốn dễ chế tạo hơn rất nhiều so với tên lửa nhiên liệu rắn. Dù vậy, tên lửa nhiên liệu rắn sở hữu hàng loạt ưu thế vượt trội. Chúng không mất nhiều thời gian nạp nhiên liệu trước khi phóng, tăng khả năng cơ động, khó bị các hệ thống trinh sát của đối phương phát hiện và có thể triển khai từ nhiều địa điểm khác nhau. Tên lửa nhiên liệu rắn cũng tốn ít thời gian, công sức bảo dưỡng và di chuyển hơn nhiên liệu lỏng. Phát triển ICBM dùng nhiên liệu rắn từ lâu đã là một trong những mục tiêu then chốt của Bình Nhưỡng nhằm tăng khả năng sống sót của lực lượng tên lửa chiến lược khi nổ ra xung đột. Căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên và khu vực xung quanh gần đây liên tục leo thang. Hàn Quốc đã tổ chức các cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn với Mỹ và Nhật Bản. Triều Tiên sau đó tiến hành nhiều đợt thử tên lửa và vũ khí thế hệ mới để đáp trả. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA hôm 10 tháng 7 dẫn tuyên bố từ Bộ phòng Triều Tiên cho biết Washington đã đẩy mạnh hoạt động do thám vượt mức thời chiến và tiến hành các chuyến bay khiêu khích nhằm vào Bình Nhưỡng trong 8 ngày liên tiếp. Kế tiếp, Nga bắt công dân bị nghi phản quốc.
cơ quan an ninh Liên bang Nga bắt một nhà hoạt động với cáo buộc hỗ trợ tài chính cho quân đội Ukraine. Cơ quan an ninh liên bang FSB đã ngăn chặn các hành vi phi pháp của một công dân Nga bị nghi phản quốc bằng cách hỗ trợ tài chính cho quân đội Ukraine. Đây là trực tiếp đến an ninh Nga, FSB cho biết hôm nay. Theo FSB, nghi phạm là cư dân vùng Orion, Tây Nam Nga. Người này đã chuyển giới từ nữ sang nam và là tình nguyện viên trong nhóm nhân quyền OVB Info, bị giới chức Nga coi là tổ chức nước ngoài. Nghi phạm được cho là đã chuyển tiền vào tài khoản của một số tổ chức tín dụng và tài chính Ukraine. Giới chức Nga đã mở cuộc điều tra theo điều 275 luật hình sự với mức phạt cho hành vi phản quốc là từ 20 năm tù cho đến chung thân. FSB ngày 1 tháng 7 cũng bắt một công dân Nga với cáo buộc tài trợ cho lực lượng vũ trang Ukraine và gọi đây là hành vi phản quốc. Nghi phạm là nhân viên ngân hàng thương mại Nga đã chuyển tiền vào tài khoản một số tổ chức tài chính và tín dụng Ukraine chuyên dùng để mua phương tiện bay không người lái, thiết bị chụp ảnh nhiệt cùng các trang bị khác cho quân đội Ukraine. Bản tin thứ tư, máy bay Trung Quốc vào vùng nhiễu động, hành khách văng lên trần cabin. Một hành khách và tiếp viên hàng không Air China bị hất văng lên trần máy bay khi phi cơ đi qua vùng không khí nhiễu động. Chuyến bay CA-1524 của hãng hàng không Air China đi qua vùng không khí nhiễu động trong hành trình từ Thượng Hải tới Bắc Kinh ngày 10 tháng 7. Hành khách Hình Lập Đạt, Phó Giáo sư Đại học Khoa học Địa chất Trung Quốc tại Bắc Kinh cho biết, trước cú sốc nảy đầu tiên, một số hành khách đã đứng dậy đi vệ sinh. Khi cơ trưởng phát thông báo nhắc nhở hành khách thắt dây an toàn, họ lần lượt quay lại ghế ngồi. Sau hơn 10 giây, máy bay bỗng hụt một phát, ông Hình kể lại hôm 11 tháng 7. Khoảng hơn 10 giây sau, tiếp tục có cú sốc nảy lần hai cực mạnh. Mọi người hét lên, gối đầu, chai nước rơi xuống mặt đất, có người rơi cả điện thoại, ông nói. Một nữ hành khách khoảng 40 tuổi ngồi gần ông Hình, không kịp về chỗ thắt dây an toàn đã bị hất tung lên trần cabin, khiến đầu và chân bị thương. Nữ tiếp viên cố bảo vệ khách cũng bị hất lên, tay chảy máu, lưng bị vẹo. Trần máy bay bị va chạm mạnh tới nỗi lông cả biển báo hiệu và thiết bị rơi xuống chân tôi, ông kể tiếp. Hãng hàng không Air China xác nhận máy bay đã gặp nhiễu động và cho biết các phi công và thành viên tổ bay đã xử lý tình huống theo các quy tắc an toàn. Trong quá trình này, một hành khách và một tiếp viên hàng không đã bị thương. Sau khi máy bay hạ cánh, chúng tôi đã cử nhân viên cùng họ đến bệnh viện để được điều trị y tế. Chúng tôi gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến họ, hãng ra tuyên bố. Bản tin thứ 5, bản tin cuối cùng trong video tin tức nóng chọn lọc của mình ngày hôm nay. Cũng là bản tin khá là hay, thú vị và hấp dẫn luôn nha cả nhà. Và để biết được bản tin thứ 5 hay, thú vị và hấp dẫn như thế nào thì chúng ta hãy cùng bắt đầu đến với bản tin thứ 5 trong ngày hôm nay luôn nha. Nỗ lực của Ukraine vây hãm lính Nga ở Bakhmut. Khi Nga đã kiểm soát Bakhmut, quân đội Ukraine đang cố siết vòng vây với đối phương giống những gì Moscow từng làm. Tôi có bức ảnh được chụp ở chiến hào Kichilia vào ngày sinh nhật của tôi hồi mùa hè năm ngoái và tôi muốn chụp bức mới vào cuối tháng này. Người lính Ukraine với mật danh Fansuk nói khi anh đang chuẩn bị tham dự một cuộc họp của đơn vị tại làng Kotyansinika, vùng Donetsk. Anh đã bảo vệ Lichyika, ngôi làng nhỏ trên nguồn đất cao phía tây nam Bắc Môn, trước khi thành phố đổ nát này rơi vào tay quốc nờ và quân đội Nga hồi tháng 5. Giờ đây, khoảng 5 tuần sau khi Ukraine phát động chiến dịch phản công, lực lượng của họ đang đặt mục tiêu giành lại Bắc Môn, nơi không chỉ có giá trị chiến lược mà còn mang ý nghĩa biểu tượng. Sau một tháng giao tranh tạm lắng ở khu vực này, lực lượng Ukraine đang tiến vào sườn phía bắc và phía nam Bắc Môn, với hy vọng bao vây thành phố để tránh bị kéo vào các cuộc giao tranh trên đường phố có thể khiến họ chịu tổn thất nặng nề. Thứ trưởng Quốc phòng Hanna Malia hôm 10 tháng 7 cho biết quân đội Ukraine đã chiếm được những cứ điểm cao gần Bắc Môn và đang bao vây quân đội Nga bằng cách trấn giữ các lối vào, lối ra và theo dõi sát mọi chuyển động của đối phương. Trong một tuyên bố tương tự cùng ngày, chỉ huy lực lượng bộ binh Ukraine Olesa Siki cho hay các binh sĩ Nga ở Bắc Môn đã bị mắc kẹt và tất cả cứ điểm ở Bắc Môn đều nằm trong tầm bắn của pháo binh Ukraine. Giao tranh trong khu vực gần như không ngừng nghỉ, diễn ra cả ngày lẫn đêm. Hôm 9 tháng 7, Rensut cho hay anh và các thành viên khác trong đơn vị đã thực hiện các nhiệm vụ quanh Bắc Môn nhiều đêm liên tiếp trong khoảng một tuần. Công việc của chúng tôi là lẻn vào vùng xám và khiến quân đội Nga có một ngày tồi tệ, anh nói.
đề cập đến trận địa nằm giữa các vị trí của quân Nga và Ukraine. Các đơn vị hoạt động đặc biệt như của Frankfurt đang cố gắng tìm ra những điểm yếu trong hệ thống phòng thủ mà quân đội Nga dựng lên, tấn công mục tiêu và rút lui nhanh chóng với hỏa lực hỗ trợ từ pháo binh hạng nặng. Nhiệm vụ của họ thường diễn ra trong đêm. Họ cũng đang giúp bộ binh giữ các vị trí cố thủ, nơi thường xuyên bị trực thăng và máy bay chiến đấu Nga tấn công. Chúng tôi đang bắt chước những gì người Nga đã làm trong quá khứ, Frankfurt nói. Theo lời anh, các chiến hào gần Lyskyjka, nơi binh lính Ukraine mới chiếm lại gần đây, chứa đầy thi thể những người lính Ukraine thiệt mạng và cả binh sĩ Nga. Các binh sĩ không thể di chuyển những thi thể do quân đội Nga liên tiếp dồn quả lực và chiếm lại vị trí mà họ mới đánh mất. Theo một lính quân y từ lữ đoàn xung kích số 5 với mật danh Atlan, số thương vong của Ukraine hiện tại thấp hơn đáng kể so với cuộc giao tranh để bảo vệ Bắc Môn vào mùa đông và mùa xuân. Atlan ban đầu đóng quân ở Bắc Môn và sau đó là thành phố Chasivka. Atlan cho hay các đợt pháo kích của Nga đã hạn chế và có chọn lọc hơn nhiều so với trước đây. Vì thế, dù Nga vẫn chiếm lợi thế về đạn pháo, lượng binh sĩ Ukraine bị thương do mảnh đạn ít hơn. Trong khi đó, các nhà phân tích quân sự cũng đánh giá Nga chưa sử dụng lực lượng dự bị chiến lược để đẩy lùi cuộc phản công từ phía Kiev. Hàng chục nghìn binh sĩ đang chờ thời điểm thích hợp để tấn công vào các vị trí trọng yếu của quân đội Ukraine. Quân đội của chúng tôi về mặt kỹ thuật không khác biệt lắm với họ, nhưng chúng tôi biết chúng tôi đang chiến đấu vì điều gì. Chaban nói, chúng tôi phải chiến đấu để người Nga quay trở về nơi họ bắt đầu. Đó là lý do tại sao chúng tôi sẽ không bỏ cuộc. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video và để ủng hộ cho kênh. Cả nhà hãy cho kênh của mình một like, một chia sẻ, một đăng ký cũng như là bật cái chuông ở bên dưới để nhận được những thông báo kênh của tụi mình ra video mới nhất đó. Và bây giờ, thay mặt cho ekip của tin tức nóng Trần Lập ngày hôm nay, thì mình xin cảm ơn cả nhà đã ủng hộ kênh của mình trong thời gian vừa qua và sẽ mong được nhiều khán giả hơn nữa ủng hộ mình trong thời gian sắp tới nha. Và bây giờ thì xin kính chào tạm biệt cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà với những bản tin tiếp theo nha. Bye bye. We'll be right back.